Lực lượng chức năng tại tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra khách sạn Yoyo HD nằm trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh và phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Như vậy là chỉ trong vòng một tuần qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ với hàng chục đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tại hiện trường, Bùi Thị Thao khai nhận, ngày 4 tháng 8, Thao đã thuê xe taxi đón nhóm người Trung Quốc trên từ thị xã Từ Sơn về thành phố Bắc Ninh và sắp xếp 6 phòng nghỉ trong khách sạn với số tiền hơn 4 triệu đồng một ngày cho các đối tượng. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, 20 người Trung Quốc trên đều không xuất trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền. Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đưa nhóm người trên đi cách ly theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.